công nghiệp, công việc hàng ngày của con phải tiếp xúc những đồng nghiệp có những thái độ lời nói nặng nề, thâm thúy đến sếp. Con không muốn quan tâm đến nhưng hàng ngày phải nghe lời nói tiêu cực như vậy, mưa dầm thấm lâu cứ ảnh hưởng đến tâm lý con và cách nhìn của con về người sếp đó. Dạ con nhờ bạch sư, với những vốn tu tập có thể giúp con có thể đi làm, chấp nhận những lời nói tiêu cực đó một cách bình thản mà không phải nghĩ vì không à, con cảm ơn. Thì theo các pháp mà được nói ở trong kinh tạng á, thì chúng ta chỉ có sự kham nhẫn, đơn giản là chỉ kham nhẫn. Cái pháp kham nhẫn là pháp khó được chứ không phải là pháp dễ đâu. Mình phải kham nhẫn trước những cái lời xỉa xối, mắng chửi, trước những lời độc ác của người khác, trước những cái hoàn cảnh không vừa lòng, nghịch ý. Mình tập cái kham nhẫn và luôn nhắc nhở mình là đừng nóng giận. Và nhớ cái pháp nhẫn á, đối với hàng cư sĩ thì nên đi chung với pháp xả, tức là hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Và khi mà mình hiểu như vậy đó, thì mình có khả năng kham nhẫn. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, mình có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ. Giống như bây giờ mình đang có nghiệp của mình mà họ có nghiệp của họ. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, mình không việc gì mà mình phải phiền não vì cái nghiệp của người khác.